Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review các cái xe đạp thể thao nhập khẩu chính hãng. Và trong khung hình đây ra các bác đang nhìn thấy là chiếc xe đạp đua hiệu Swift, mang model là Attack, Swift Attack DSQ. Con này là hiệu chính hãng của Đài Loan các bác nhé. Và được trang bị full group 105. Đấy, cái camera là rất là ngon. Quay từ nãy giờ là nó chưa dừng đâu. Đây em sẽ vào quay chi tiết cho các bác. Xe khung carbon full hết, Attack G2. Model nó là Attack G2 Swift. Các bác có thể tra Google để biết thêm chi tiết. Khung carbon hết, càng carbon, vành bi vòng, nguyên bản của hãng, cụm phanh trước sau 105, tay lắp 105, đùi đĩa 105 các bác nhé. Cạp đĩa 105, bè 105 và lip 10 một cục, 2, 4, 6, 8, 10, 11, lip 11, lip 11 tầng. Size 51.5. Con này dòng xuất nước ngoài cho nên là nó còn ghi là size S, size 51 mà nó ghi size S. Chứ size 51, 52 là với mình là cũng phải các bác phải tầm 1m7, trên dưới 1m7 mới đi được đấy. Bây giờ em sẽ vào đo size cho các bác nhá. Để quay cho các bác về phần sơn này. Chi tiết phần sơn này, sơn đen nhám. Xe rất là mới. Theo một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi, còn đâu là về tổng thể thì không có vết xước nào đáng kể cả. Đó. Sơn rất là đẹp, không có vết xước nào đáng kể cả. Bánh thì nó cứ lừ đừ nó quay. Attack Gen 2 hay lắm, rất đẹp luôn. Bây giờ em sẽ đo size cho các bác xem nhé. Size là từ tâm trục đạp này, đến khóa cọc yên này, 52 cm. Từ tâm cổ cốt này đến tâm cọc yên là cũng là 52 cm, tức là đứng 52 ngang 52. Xe này phải các bác phù hợp với các bác từ 1m7 lên 1m8 đi được. Mét phải 1m72. 1m72 đến 1m8. Trên 1m8 một tí là đi được. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. 52. Bây giờ sẽ vào test chi tiết cái phần chuyển số, chuyển mã của con xe này cho các bác xem nhá. Rất là êm luôn, bộ chuyển động 105, 11 níp. Đấy, êm, mượt. Phát nào ra phát đấy. Đấy, bây giờ xuống níp này, xuống đĩa này. Đĩa là đĩa to.
Dễ cho xuống dễ nhỏ này. Đấy. Lên này. Rất dễ. À, đĩa này là đĩa ngoài là 53 răng, còn đĩa trong là 39 răng. À, 53, 39. Đấy nhá. Vâng. Khung full carbon. Group full carbon 105 cả từ cụm phanh, đùi đĩa cho đến bộ đè, gạt đĩa, tay lắc. Bánh là bánh bi vòng bạc đạn mà quay rất là mượt các bác nhé. Đấy các bác ơi. Clip 11 tầng, biển số rất là mượt. Size là size 52, giống đứng, giống ngang cũng 52 luôn. Cho các bác từ 1m72 đến 1m82 đi vừa. Và xe là bên em bán là giá là 17,9 triệu, bao ship tặng nhà toàn quốc, cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì hãy nhắn Zalo trên số điện thoại màn hình 0975 709 943 để bên em tư vấn trực tiếp. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký, cái chữ đăng ký ở dưới bên phải đấy, để YouTube là nó sẽ gửi thông báo vào điện thoại các bác khi mà bên em có xe mới đăng lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.